Kính thưa quý vị, thời gian qua nhiều bạn đọc đặt vấn đề tại sao cùng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng người lao động là F0 tại công ty này nhận được hỗ trợ còn công ty khác thì không. Ngoài ra mức hỗ trợ mà người lao động là F0 nhận được cũng khác nhau. Trong chương mục nhận định hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh những thắc mắc trên của người lao động. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, tính đến thời điểm hiện tại thì số người lao động mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư tại các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Ngoài ra theo quyết định 2606 và quyết định 3022 sửa đổi bổ sung của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ bao nhiêu công đoàn viên người lao động và số tiền chi hỗ trợ là bao nhiêu ạ? Theo thống kê từ các công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố tới thời điểm này đã có hơn 43.000 KF0 là công đoàn viên, người lao động trong các đơn vị doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn và những đơn vị doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn nhưng có đóng kinh phí công đoàn. Theo kết quả thực hiện gói hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo quyết định 2606 và quyết định 3022 sửa đổi, tại thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hỗ trợ cho 67.319 người lao động với số tiền hơn 117 tỷ đồng. Theo chính sách chung của Liên đoàn Lao động, người lao động là F0 sẽ được hỗ trợ như thế nào thưa ông? Trước đây, theo quyết định 2606 và quyết định 3022, những công đoàn viên, người lao động là F0 sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt tối đa là 3 triệu đồng một người. Tuy nhiên, có những nơi do số lượng người lao động là F0 đông và kinh phí còn khó khăn, thì công đoàn có thể điều chỉnh mức hỗ trợ thấp hơn. Việc điều chỉnh này do Ban Thường vụ Công đoàn quyết định. Ví dụ trước đây ở công đoàn khu chế xuất Tân Thuận, công đoàn các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Lúc đầu hỗ trợ 3 triệu đồng một người, nhưng sau đó giảm xuống tùy theo khả năng và nguồn kinh phí công đoàn nơi đó. Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động có quyết định số 3749 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Liên đoàn Lao động các tỉnh thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được chi hỗ trợ cho công đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, công đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ với những mức như sau. Hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng một người nếu có triệu chứng bệnh nặng phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền hỗ trợ tối đa 1 triệu 500 ngàn đồng một người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đang ra hướng dẫn thực hiện theo quy định mới. Nghị quyết 68 và nghị quyết 126 sửa đổi của chính phủ có quy định về chính sách hỗ trợ người lao động là F0, F1 phải ngừng việc để thực hiện cách ly y tế. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ. Ông có ý kiến như thế nào về những trường hợp này ạ? À? Theo quy định, người sử dụng lao động phải thực hiện thủ tục để đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét chi hỗ trợ đến người lao động. Tuy nhiên thực tế còn có một số doanh nghiệp đến thời điểm này vẫn chưa làm. Theo tôi, với vai trò là bảo vệ quyền lợi người lao động thì công đoàn phải có ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, từ đầu tháng 10 thành phố đã nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất bình thường trở lại, đây cũng là điều kiện để công đoàn gặp gỡ người sử dụng lao động để tác động, đề xuất hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ cho người lao động. Vậy ông có nhận định như thế nào về chính sách hỗ trợ cho F0 trong đợt dịch lần thứ tư này thưa ông? Những chính sách hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố trong thời gian qua là rất kịp thời và mang tính nhân văn. Tuy không nhiều nhưng phần nào cũng giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt. Việc hỗ trợ này cũng phần nào động viên người lao động cố gắng vươn lên, phục hồi sức khỏe, tiếp tục cống hiến sức lao động của mình để góp phần phục hồi kinh tế phát triển của thành phố. Xin cảm ơn ông Phạm Chí Tâm. Kính thưa quý vị, hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp được những thắc mắc của quý vị xoay quanh các chính sách hỗ trợ F0. Tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO A vòng pháp luật TB.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.